Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên tại thành phố Hưng Yên. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Văn Hưng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phạm Huy Bình, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao huy hiệu cho đảng viên Bùi Danh Quân, sinh năm 1925, hiện ở đường Điện Biên 1, đảng viên Đỗ Thị Giáp, sinh năm 1925, hiện ở tại khu phố Trưng Nhị, đảng viên Lê Văn Quýnh, sinh năm 1928, hiện ở phố Vũ Trọng Phụng. Cả ba đồng chí đều kết nạp đảng năm 1948 và đã giữ cũng như hoàn thành nhiều trọng trách công tác tại tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm tự hào, vinh dự đối với cá nhân, gia đình, mà còn là vinh dự của Đảng bộ thành phố và Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. Chúc các đồng chí cùng gia đình năm mới an khang thịnh vượng, sống trường thọ để chứng kiến sự đổi thay, phát triển của quê hương đất nước, tiếp tục giữ gìn và phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân, sự đoàn kết quý báu trong Đảng để động viên con cháu xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, đồng thời là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo.